bán đảo. Hả? Ê, nè, anh coi. Ê. Qua đây. Anh coi kìa, người nước ngoài bán đảo kìa. Chuyện này là sao? Anh coi kìa. Nè, đảo này bao nhiêu tiền vậy? Đúng vậy, bao nhiêu tiền ạ? 30 đồng đại dương. Ê trời ơi, mắc quá rồi. Với số tiền đó mua chỗ khác được 5 cái đó. Phải. Đúng vậy, còn không phải sao? Chơi mắc thì xin mời đi dùm. Chẳng phải chỉ là đồng nát thôi sao? Làm như là bảo bối vậy. Đúng người nước ngoài ăn xin mấy thứ đồng nát này chặt cũng chặt không nổi nữa. Còn không phải sao? Giữ lại để đi nhà chị trà đi. Đao này bán bao nhiêu tiền vậy? 30 đồng đại dương. Ê, có thành ý mới được động vào. Tĩnh Vân, lâu rồi không gặp. Anh là một võ sĩ sao lại muốn bán đao? Rửa tay gác kiếm, rời xa giang hồ. Tôi mua đao sẽ chia ba điều không mua. Lai lịch không rõ ràng không mua. Di vật người mất tôi không mua. Vì cuộc sống bức bách đành bán đao tôi cũng không mua đâu. Tôi cũng có ba điều không bán. Không bán hỏi lai lịch của đao, không bán người không hiểu đao. Nếu như trả giá càng không bán. Tĩnh Vân à, thân là một đao khách, nếu không phải gặp cảnh khó khăn tuyệt đối sẽ không bán món đồ mà mình yêu thích đâu. Tôi đã nói với anh rồi, rửa tay gác kiếm, tôi sẽ không dùng tới đao nữa. Tĩnh Vân à, đao thì anh cứ giữ lại, còn tiền này coi như tôi tặng cho anh. Đã cầm tiền của anh rồi thì đao thuộc về anh. Tĩnh Vân à, anh với Diễm Như đang ở đâu vậy? Thanh đao này của Tĩnh Vân. Là đao của Tĩnh Vân. Lúc em đang đi trên đường thấy anh ấy đang bán đao. Tại sao Tĩnh Vân lại bán đao? Em nghĩ chắc bất đắc dĩ lắm mới phải bán đi, nên em mua lại đao của anh ấy. Anh ấy với Diễm Như đang ở đâu? Anh ấy không chịu nói, cầm lấy tiền ném lại đao rồi đi ngay. Có cản cũng không cản được. Đại An, bây giờ ngoài đường có động tĩnh gì không? Bây giờ dân chúng ở trong thành đều tự phát quyên tiền quyên đồ, chi viện quân đội kháng chiến chống lại kẻ thù. Nghe nói kẻ thù tiến đánh vào thành vô cùng ác liệt, không biết quân đội có chống cự nổi không? Chú Bỉnh trở về nói chính phủ thành phố không còn người nào. Đám quan lão già đó khăn gói to nhỏ dọn đồ lên xe lửa rồi. Coi ra chính phủ đã định từ bỏ Bắc Bình rồi. Diễm Như, anh về rồi đây. Anh về rồi hả? Nè, sao anh lại mua đồ nhiều như vậy chứ? Em quên rồi sao? Hôm nay là 100 ngày con chào đời. Anh đã hứa với em, dựa theo phong tục của nước em là 100 ngày cho con mà. Nhưng anh mua đồ nhiều như vậy, tiền đâu mà mua vậy chứ? Con được 100 ngày tuổi, tốn chút tiền là chuyện đương nhiên thôi. Chuyện này em không cần phải lo, anh đương nhiên sẽ có cách mà. Tĩnh Vân, đao của anh đâu? Bán rồi. Anh quyết định không làm võ sĩ nữa, sống một cuộc sống yên ổn bên em. Nhưng mà hai thanh đao này anh luôn mang theo bên người, bây giờ đột nhiên không còn nữa, em cảm thấy như thiếu gì đó. Dù sao cũng đã bán rồi. Nè, chúng ta làm 100 ngày cho con thôi. Vào trong đi, em chuẩn bị nấu cơm. Diễm Như, em chưa nấu xong sao? Sắp rồi. Mau lên, anh có điều bất ngờ cho em đi. Em cũng có điều bất ngờ cho anh. Được, em mau lên nha. Ừ. À.
Tĩnh Vân. Diễm Như à, em mặc kimono là muốn để cho anh vui có phải không? Anh cũng như vậy đó thôi. Mặc trường bào của đất nước em cũng vì muốn làm cho em vui. Lúc em vừa mới bước ra, anh còn tưởng là một cô gái của đất nước anh chứ. Anh mặc trường bào của đất nước em trông cũng rất là đẹp trai. Anh đi ẵm con tới đây đi, chúng ta làm lễ trăm ngày nha. Con trai, gọi mẹ đi. Nó mới được trăm ngày tuổi sao mà biết nói sớm vậy. Mẹ sinh con đã vất vả lắm rồi. Nè, chúng ta cúi đầu cảm ơn mẹ. Chúc cho mẹ của con cuộc sống vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Trăm ngàn việc tốt cũng không tốt bằng cả nhà chúng ta ở bên nhau. Trăm ngàn sự vui không bằng niềm vui đoàn viên. Tĩnh Vân, chúng ta lấy trà thay rượu, chúc con trai chúng ta sau này có thể lớn lên khỏe mạnh. Lão gia, trà táo của ngài xong rồi. Để đó đi. Lão gia, hôm nay là ngày gì hay sao? Không phải là ngày gì hết. Không phải ngày gì hết mà ngài coi lịch lâu như vậy để làm gì? A Lan à, gần đây có tin tức gì của tiểu thư không? Không có. Bây giờ con trai của Diễm Như chắc cũng được 100 ngày rồi. 100 ngày rồi, nhanh vậy sao? Xưởng sợi đã đóng cửa rất nhiều ngày rồi, không nhanh sao được chứ. Lão gia, ngài còn dặn dò gì không? Chút nữa cô nói với thường quý, kêu một người ngày mai đi Thiên Tân làm chút việc cho tôi, nhân tiện thả lỏng người. Ừ, dạ được. Diễm Như, em đang coi gì vậy? Anh coi, không ngờ trên cây lại nở một đóa hoa rồi. Có người nói với anh là nếu bạn thích đóa hoa này thì hãy hái nó xuống. Em thấy đóa hoa này như đang nhìn thấy bản thân mình vậy. Tuy rằng rất cô đơn nhưng cũng rất kiên cường. Đáng tiếc nó chỉ nở có một đóa. Nếu không thì anh đã hái nó xuống đây cài lên cho em rồi. Ờ đúng rồi, em có thứ này tặng anh.
tuy chỉ làm bằng trúc, nhưng nếu như anh không có kiếm ở trên người, vậy thì sẽ không còn là anh nữa. Hai thanh kiếm này làm trông giống y như thật vậy. Anh sẽ giữ gìn thật cẩn thận. Ơ, Diễm Như, Diễm Như, Diễm Như à, em làm sao vậy? Không sao. Em bị sốt rồi Diễm Như. Hả? Diễm Như, Diễm Như, Diễm Như à? Bác sĩ, rốt cuộc cô ấy bị bệnh gì? Cô ấy bị truyền nhiễm sau khi sinh cũng bị lâu lắm rồi. Số lượng bạch cầu trong máu bây giờ đã xuống rất thấp. Sao bây giờ mới đưa tới đây? Nhưng mà trước đó, hả? Bác sĩ à, nhưng mà tôi không phát hiện là cô ấy bị bệnh. Cô ấy suy nhược tới như vậy, cậu nhìn không ra sao? Tôi tắc trách quá rồi. Tình hình của bệnh nhân rất nguy hiểm, cần phải lập tức nằm viện chữa trị. Nằm viện? Không phải tôi đang hù cậu đâu. Nếu không lập tức nằm viện chữa trị, có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nằm viện cần bao nhiêu tiền? Đặt cọc trước 500 đại dương. Nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy. Hay là cứ nằm viện trước, rồi tôi sẽ đi gom tiền. Chuyện này không có tiền thì không nằm viện được. Tôi không thể làm gì hơn đâu. Tôi kê thuốc cho cô ấy, miễn cưỡng duy trì được mấy ngày. Nếu như sau một tuần nữa mà không nằm viện thì sẽ rất nguy hiểm đó. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì. Tỉnh Vân, cậu tới có chuyện gì? Tôi có việc gấp muốn gặp bác Hứa. Lão gia đi Thiên Tân rồi. Khi nào bác ấy mới trở về? Không rõ lắm, có lẽ 1-2 ngày, có lẽ là 2-3 ngày. Thật không đúng lúc chút nào. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi có chuyện rất gấp, cần dùng một số tiền. Nhưng mà lão gia không có nhà, không mở két sắt được. Hơn nữa xưởng sợi cũng bị ép đóng cửa. Trong phủ không còn bao nhiêu tiền mặt, ngay cả người làm cũng thuê không nổi. Thôi đành vậy, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết khác. Nè, Tỉnh Dân, nếu như 8 đồng 10 đồng tôi có thể nghĩ cách được. Không có đủ dùng đâu. Cảm ơn ông nha. Đau của con đâu? Bán rồi. Bán à? Tại sao chứ? Là vì cuộc sống. Con có còn là một võ sĩ hay không? Thật là mất mặt mà. Con xin lỗi. Con tìm ta có chuyện gì? Con muốn mượn người một số tiền. Dùng làm gì? Diễm Như cô ấy, cô ấy bị bệnh rất nặng. Cần bao nhiêu? Tiền cọc để nằm viện cần 500 đại dương. Ta có thể cho con tiền, nhưng không thể cho không. Con phải làm việc cho ta. Được, con hứa với người. Con còn không biết ta muốn con làm cái gì mà đã đồng ý rồi. Chỉ cần có thể cứu được vợ của con, kêu con làm gì cũng được. Ta sẽ đưa đủ tiền cho con để trị khỏi bệnh cho vợ con. Cảm ơn lão sư. Đừng vội cảm ơn ta. Ta muốn con lấy danh nghĩa của gia tộc Liễu Sinh, lấy đao làm chứng, thề với trời đất phục tùng mệnh lệnh của ta. Không đồng ý thì con trở về đi.
Liễu Sinh tỉnh dân ta, lấy danh nghĩa gia tộc Liễu Sinh xin thề hiếu trung với Sato tiên sinh, phục tùng tất cả mệnh lệnh của người. Nếu không phục tùng mệnh lệnh sẽ rạch bụng tự sát. Tốt. Con lấy tiền được rồi chứ? Bây giờ vẫn chưa thể cho con. Ta muốn trong vòng 3 ngày giết Trần Chân. Sau khi thành công, ta sẽ lập tức đưa tiền ngay. Tỉnh dân, con không được nuốt lời. Sau khi giết Trần Chân, ta sẽ mời bác sĩ tốt nhất thành phố chữa bệnh cho vợ con. Tốn bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ lo cho tới cùng. Cảm ơn lão sư. Tỉnh dân. Sau này đừng gọi ta là lão sư. Bắt đầu từ bây giờ, con không còn là học trò của ta. Trần đại ca. Trần đại ca. Có chuyện gì? Có người nhờ tôi đưa cho anh nè. Người đâu? Đã đi rồi. Cậu ra ngoài đi. Dạ được. Đi em coi. Trên đó viết gì vậy? Là Liễu Sinh tỉnh dân gửi thư khiêu chiến.